Tiểu Yêu gặp nạn, Đồ Sơn Cảnh muốn quyên sinh. Tiểu Yêu bị ám sát trong rừng mai, nàng một mình đối mặt với nguy hiểm, không có một ai bên cạnh bảo vệ. Linh lực của nàng quá yếu nên nhanh chóng bị trọng thương. Đến khi hôn mê, nàng cũng không biết lý do những kẻ đó lại nhằm vào nàng. Sivu là ai? Sao nàng phải gánh tội cho hắn? Khi Tiểu Yêu mất tích, Đồ Sơn Cảnh và Thương Huyền nhanh chóng đi tìm nàng. Tương Liễu nhờ cổ trùng biết được nàng gặp nạn, nhưng vì ở quá xa hắn cũng không kịp đến cứu nàng. Người tìm được nàng đầu tiên là Đồ Sơn Cảnh, chẳng xót xa khi thấy người mình yêu bị treo lên cao, thân thể chi chít những vết thương. Khi đưa được Tiểu Yêu xuống, chẳng phát hiện nàng đã ngừng thở. Đồ Sơn Cảnh ra sức truyền linh lực cho nàng, hôn lên má nàng nhưng sắc mặt nàng lạnh băng trắng bệch như tuyết. Toàn thân Cảnh run lên bần bật, gào thét trong tuyệt vọng. Trận pháp bước vào giai đoạn cuối cùng, rừng mai bốc cháy ngùn ngụt. Ngọn lửa nhanh chóng lan đến chỗ Cảnh và Tiểu Yêu bao trùm lên hai người. Đồ Sơn Cảnh không chống cự, chẳng muốn quyên sinh cùng nàng. Thương Huyền tìm được đến nơi, cuối cùng cũng tìm được Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh giữ đám lửa, nhanh chóng đưa họ ra ngoài. Tất cả các thầy thuốc đều kết luận là Tiểu Yêu đã chết. Đồ Sơn Cảnh chỉ bị thương nhẹ, nhưng vì nghĩ Tiểu Yêu đã chết nên chàng không muốn tỉnh lại. Thân thể Tiểu Yêu được bảo vệ bởi linh lực của Đồ Sơn Cảnh. Mặc dù nhiều người nói Tiểu Yêu đã chết nhưng Thương Huyền đều không tin, vẫn muốn tìm cách cứu nàng. Lúc này Tường Liễu xuất hiện, hắn nói sẽ tận lực giúp nàng tỉnh lại. Thương Huyền đành đánh cược giao nàng cho Tường Liễu. Liệu Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh có vượt qua kiếp nạn không? Hãy cùng theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Chúc bạn có một ngày vui vẻ và ý nghĩa.